Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi này 0348308843. Rồi, cập nhật danh sách hàng đã bán rồi ở dưới cái tiêu đề video mọi người. Xem qua rồi mình liên hệ ha. Nhớ bấm vô đăng ký kênh để YouTube nó thông báo về mấy cái video mà em đăng lên sớm nhất ha, cho mọi người xem để mình mua. Rồi, hôm nay là cái video 93. Đầu tiên là cái kềm của Fujiya cho mọi người. Đây cái kềm Fujiya. Cái kềm này mới chưa sử dụng luôn nha. Đây nó dơ tí hờ. Chứ nó chưa xài nè. Đó. Mới chưa sử dụng. Kềm này nó có size là 19 cm nha. Đây. 19 cm. Là kềm đóng da ben. Có mọc luôn. Rồi cái kềm Fujiya này có mã là 9301. Giá bán 300.000. Rồi tiếp theo là cái cây cây búa thoát hiểm của Toyota. Đây hãng Toyota Nhật ha. Đây Nhật sản xuất nè. Rồi cái búa này thì nó có chức năng là đây, nó gõ cái kiến nè. Phá kiến. Đây đầu bàn. Bên trong này còn có một cây kéo. Rất là bén, chưa sử dụng ha. Này. Rồi cái cây này có kích thước là 22 cm thôi. Ở đây nó còn một chức năng nữa nè. Cái đây cái thanh này là kéo ra là nó có hai cái kim nhọn nè mọi người. Cái kim này rất là nhọn luôn. Nhọn như cái kim heo mình vậy. Đó. Không biết nó dùng để soi cái gì. Cũng có chức năng đó mọi người. Ở đây mình treo lên xe ha, có đồ treo nè. Rất là đẹp, gọn nè. Rồi cái búa thoát hiểm này có mã là 9302 ha, giá bán 250.000. Rồi tiếp theo một cây kìm bấm cốt đa năng của hàng Marvel. Đây Marvel của Nhật nè. Ở đây có nhiều chức năng mọi người, nó là đa năng. Ở đây bấm cốt nè. Đây cốt nè. Còn đây cắt cái tia ren luôn nè. Cắt được tia ren luôn nha. Con ốc mình dài bình thường có răng á, bỏ đây nó cắt. Mà phải đúng size của nó nha. Đây size nè. Lớn nhất là cây M5. Nó cắt qua thì nó sẽ rất là bằng cái đầu. Mình vặn được con tán vô ngay luôn. Không cần phải mài gì hết. Đó. Còn như mình cắt bằng đá thì mình phải mài lại, vũ lại. Còn đây bấm code nữa nè, 1 2 3 số code. Còn đây là chuốt dây điện luôn. Đây chuốt điện. Rồi cây mới chưa sử dụng luôn nha mọi người. Rất là đẹp. Đây thì sử dụng muốn nó nhẹ thì thêm dầu vô đây nha, chứ zin nó thì vậy nha. Để mình bấm code á, nó giữ nó không bị lỏng. Zin nó là nó kích vậy nè. Rồi cái kèm có đa năng này có mã 9303 nha, giá bán 250.000. Tiếp theo một cái về một cái mũi khoan mũi khoan háp. Mũi khoan tầng á, nhiều là nhiều kích thước. Đặc biệt nó là cái mũi gắn cho máy bắn vít ha. Nên nó rất là ít gặp á.
Đây. Đây là cái mũi này nó cũng Nhật rồi mọi người. Nhật ha. Đây thương hiệu nè. Ở đây nó để là khoan được 4 loại nè. Ở đây là khoan sắt nè. Khoan gỗ nè. Ở đây khoan cái ống tròn. Ở đây thì cái hình dáng này không biết là khoan cái gì nữa. Đó. Đây là cái số của nó nè. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đây xem trên cái thân khoan nó cũng có để nè. Đó. Từ lớn tới nhỏ nè. Rất là đẹp. Đây nhìn nó khép nó cũng rất là nhìn rất là xịn nè. Cây này nó có kích thước là 6,8 cm ha. 6,8. Rồi bỏ lại vô cái bao nó ha. Nguyên siêu chưa sử dụng. Rồi cái mũi khoan tháp này có mã là 9304 nha, giá 400.000. Tiếp theo về một cái máy cân cân mực bằng laser ha. Đây nó có công tắc này. Đó. Rồi đây là cái nút hiển thị cái tia dọc ha. Một tia dọc nè, hai tia. Mình nhấn một chế độ là nó là hiển thị hai 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 bên ha. Đây. Nhấn cái nữa là hình 4 tia. Là nó hoạt động tất cả là 5 tia. Rồi này là tắt cái tia ngang đi. Tắt cái tia thứ 5 đi nè. Mở nè. Chữ H. Chữ H công dụng nó là một cái tia. Cái tia ngang mọi người. V là tia đứng. Rồi. Cái này test thử thì cân nó rất là chuẩn ngay cái vuông đó nha. Rất là chuẩn. Đây, xoay vòng quanh ha. Ông đã bật một cái tia này nè. Đó, nó hoạt động đầy đủ 5 tia thôi mọi người. Đây, tia dấu cộng này nằm đây. Cái này nó xoay cũng được luôn nha. Đó. Mình muốn xoay ít thì mình dùng cái này nha. Hoặc dùng tay. Còn cái này mình phải cân bằng nó thì cái chân này mình dùng cái chân này để cân bằng này. Đó là nó sẽ kêu nó không hoạt động được nha. Đó, nó là đó, nó là cái tâm nè. Cân nó lại. Đây. Ngoại hình nó thì nó chạy xíu ha. Kiến thì nó cũng có bị nứt nè. Đây kiến bị nứt. Rồi kiếm bị nứt nhưng mà nó không ảnh hưởng bên trong không mọi người. Không ảnh hưởng bên trong. Đây cái nắp pin nè. Nè không ảnh hưởng bên trong gì hết. Này pin gắn vô để xài nè. Xài pin thông dụng là 2A. Cái đế bằng nhôm đúc rất là cứng cáp. Đây thương hiệu là Fukuda.
Rồi cái căng tia mực laser này có mã là 9305 ha. Giá bán là 1 triệu mốt. Rồi tiếp theo Nam về bốn cái bánh. Rồi bốn cái bánh là bánh xe ha, bánh xe mình ráp vô mấy cái bàn để di chuyển hàng hóa đó. Đặc biệt bốn bánh này là bốn bánh chịu tải lực nha mọi người, là chịu tải nặng nha. Bánh nó bằng đúc bằng ga sắt nè, đúc sắt nguyên khối này luôn, và được bọc cao su ở ngoài, cao su phẳng chứ không phải lòi đầu lòi như bánh xe bình thường, cao su phẳng. Nó xài một hai bạc đạn, ba bạc đạn mọi người, đây một hai nè ba nè, ba cái bạc đạn. Đây ốc xài rất là chắc chắn, ốc này có cái gòn cao su luôn. Rồi đây là kích thước nó nè. Chiều cao là 10.5 cm ha. Đường kính cái bánh này là 7 phân rưỡi mọi người. Đây đường kính 7 phân rưỡi. Đây kích bề ngang bề rộng cái bánh là 3 phân ha. Đo mấy lỗ ốc cho mọi người xem luôn. Đó. À, bánh này chịu tải là cỡ 400 kg nha. À, chịu tải 400 kg mọi người. Đây, bánh này bánh thép mà. Này cũng ra thép này rất là dày luôn nè. Mọi người nhìn cũng thấy độ dày nó. Một bộ là 4 cái mọi người, một bộ em bán là 4 cái. Nó gồm có 2 cái có cái khóa nè. 2 cái có khóa vậy nha. Đó, khóa lại. Sẽ không xây không nhúc nhích được. Rồi là hai cái có khóa với lại hai cái là không có khóa nha, hai cái nó trơn vậy ha, ráp lại thành một bộ mình gắn vô cái kệ mình. Rồi cái bộ bánh xe này có mã là 9306 à, giá 650.000 một bộ. À, một bánh này nó rất là nặng nha mọi người, cái trọng lượng bánh này nó gần 1 kg á, một cái bánh á, hơn 900g xíu á, rất là nặng. Bánh nó đúc bằng thép rất là dày ha. Tính ra này là hơn 4 kg mấy á, 4 bánh. Rồi tiếp theo là cái này, một cái bộ đồ nhà bếp ha. À, hai cây này nó cùng nguyên hiệu luôn nè, rất là đẹp, Nhật luôn, Nhật Ben cùng hiệu luôn. Đây là một cây ép tỏi rất là nhỏ gọn luôn, bằng nhôm đúc ha. Cây này cây đập thịt nè, băm thịt á, nó bằng thép nè mọi người, thép mạ lên. Cái đầu rất nặng nên nó có lực đập rất là dễ ha. Đó. Cây này kích thước nhỏ gọn, cây này có 15 cm thôi, cây đập thịt thì 20 cm. Rồi em bán cái bộ này luôn nha mọi người, bán nguyên bộ, không có bán lẻ luôn. À, 300.000 và mã là 9307 nha. Rồi tiếp theo là một bộ đây. Em về được một bộ mũi khoan bê tông nha. Đây mũi khoan bê tông. Nè, mũi khoan bê tông nè. Mũi khoan bê tông cái đầu như vậy nha. Đầu này là đầu 16 ly á, đầu gài á. Gài nhanh vô. Của máy khoan bê tông thường máy điện với lại máy pin xài này nè. Máy khoan điện pin 18V nó xài này, 36 cũng có xài. Với điện máy điện là xài này. Máy cầm tay thường dùng công trình gia đình đó thì xài mũi này ha. Đây xài mũi này rất lớn luôn. Đây hàng mới chưa sử dụng mọi người. Nó gồm là 2 cây 4, 6, 8 cây 8 cây khoan nha. Gồm có 2 cây này, 2 cây này là 2 cây to nhất. 2 cây to nhất có số là 22.5 ha, dài 25 cm.
Rồi 22.5 nè, dài 25 cm ha. Mới tinh ha mọi người, nguyên siêu luôn. Chưa có xài. Rồi với lại ba cây, bốn cây khoan này ha. Đây 1 2 3 4 nè, bốn cây khoan 18 mm. 18 mm dài 160 là 16 cm á. Dài 16 cm. Đường kính là 18 ly. Mũi 18. Rồi với lại hai mũi khoan này. Con mũi này dài rất là dài luôn, dài tới 35 cm ha. Mũi 12.5. Này bò đầu 4 cạnh. Cái mũi này là đầu 4 cạnh. Đây nó 4 cạnh nè. 4 cạnh hợp kim luôn. Cũng là khoan bê tông. Cái chuôi gài. Đây. Rồi mũi này cũng 4 cạnh luôn mọi người. Mà mũi này là 6 ly 4. Nó dài 10. Đây. Đây, 6 ly 4 dài, chiều dài của nó là 16 cm. Rồi mấy thương hiệu này của Nhật hết nha mọi người. Đây. Thương hiệu này là Unica nè. Này thương hiệu của Kin, Kin Nhật nè. Con này của đây. À, Unica luôn mọi người. Unica với Kin. Rồi em bán hết cái bộ này nha mọi người, hết bộ này là 8 cây nha. 8 cây khoan. À không bán lẻ luôn. Tại vì như đây sẽ lẻ ra rất là khó. Rồi 8 cây là giá là 1 triệu rưỡi mọi người. Mã là 9308 nha, 1 triệu rưỡi. Rồi kế tiếp về được một cây kéo cắt cành nữa, rất đẹp ha. Hà lưỡi nó về nguyên viên gì nè, rất đẹp. Em không có sửa ha, không có sửa, không có mài gì nha mọi người. Cây còn rất cứng luôn. Gần như không có gờ. Đây. Không có bị sượng gì nha mọi người. Đây. Lưỡi rất ngọt. Lưỡi nó khinh khích luôn ha. Nè. Cũng chưa có mẻ luôn. Cạnh còn rất là sắc. Đây. Tán đồng nó còn nguyên luôn. Đây là cái nước xi zin của nó là nước nước gam màu xanh đen nè. Đó nó còn nguyên. Chưa có bay nha. Cái lò xo cũng còn nguyên nè. Cây này rất là đẹp. Đây cây kéo này có kích thước là 20 nha mọi người. Size phổ thông luôn. Thông dụng 20 ha. Rồi cây cắt cành này có thép đúc của Nhật nè. Có mã 9309 nha. Giá 600.000. À, cuối cùng là mấy cái bánh xe nhỏ mọi người. Về mấy cái bánh xe nhỏ nữa. Đây mấy bánh xe này cũng là hàng Nhật nha mọi người. Hàng xài cho thị trường Nhật nè. Thương hiệu nó là SK. Ốc áo đồ nó rất là chắc. Bạc đạn xài đến 3 cái luôn. 1, 2, 3 cái bạc đạn nè. Bánh nhỏ nhưng vẫn xài bạc đạn nha. Rồi một bộ thì vẫn là hai cái có khóa, hai cái không khóa ha. Đây. Đó. À, hình một bộ. Đây cái bánh nhỏ này có kích thước là chiều cao là gần 6 cm ha. Ừ, khoảng 6 cm đó. Đường kính cái bánh này là 4 cm.
Rồi bề dày nó là 2 cm ha. Đây đo lỗ ốc cho mọi người dễ mua ha. Đây lỗ ốc nè, có phù hợp thì sử dụng. Rồi bánh này mới chưa sử dụng, mấy bánh xe em bán là bánh mới chưa sử dụng, có khi nó đôi khi nó chạy xíu ha, hoặc là nó dơ bụi rồi, chạy là do nó vận chuyển rồi nó chóc sơn tí chứ nó chưa có xài. Rồi bốn cái bánh này các bạn là bánh này chịu tải được cỡ 150 kg nha mọi người, bốn bánh này chịu tải 150 kg nha. Rồi có mã là 9310 ha, giá 200.000. Rồi em kết thúc cái video ở đây ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.